Bệnh đốm rong trên cây sầu riêng là bệnh thường gặp khi thời tiết ẩm ướt và gây ra những đốm xanh, xám, màu nâu nhạt trên lá. Nếu không được xử lý kịp thời, lá sẽ mất khả năng quanh hợp, khiến lá vàng úa và cây suy yếu. Cây sầu riêng không chỉ suy giảm sức khỏe mà còn giảm khả năng đậu trái. Nên đơn vị kỹ sư Huy đã thực nghiệm trên nhiều khu vực để có được combo sản phẩm đó là Vua rửa vườn và Hitoco 110 là giải pháp hữu hiệu để xử lý bệnh đốm rong trên cây sầu riêng. Bên cạnh đó còn dễ pha, dễ sử dụng giúp quý bà con tiết kiệm thời gian và chi phí. Quý bà con chỉ cần pha 30ml vua rửa vườn với 20ml Hitoco 110 cho 16 lít nước là giải pháp hiệu quả giúp rửa sạch vườn, loại bỏ nấm bệnh và bảo vệ cây trồng trong giai đoạn sinh trưởng mới, đảm bảo mùa vụ, năng suất và chất lượng cao. Ngoài ra còn an toàn, hiệu quả, sản phẩm là sự lựa chọn hàng đầu của nhà nông, giúp gia tăng năng suất và đảm bảo mùa màng bội thu. Vậy quý bà con còn chần chờ gì mà không để lại bình luận bên dưới hoặc gọi số hotline 0898038348 để được đơn vị kỹ sư Huy tư vấn và được mua hàng chính hãng ạ. Hẹn gặp quý bà con trong những video tiếp theo nhé.